Sáng ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và một số nguyên lãnh đạo tỉnh. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Ngọc Hai với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Cựu Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai bị cáo buộc là biết rõ quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất số 18-19-20 thuộc quỹ đất hai bên đường 706B cho công ty Tân Việt Phát vào năm 2017, mà áp dụng giá được phê duyệt từ năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng quy kết cùng thực hiện hành vi phạm tội như ông Nguyễn Ngọc Hai, những người khác là lãnh đạo cán bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ trực tiếp về quản lý đất đai và tài chính về đất đai. Những người này biết quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhưng vẫn thống nhất đề xuất tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao 3 lô đất trên cho công ty Tân Việt Phát, nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Hai là người có trách nhiệm vai trò chính, những người còn lại có vai trò đồng phạm. Riêng ông Nguyễn Văn Phong, thời điểm phạm tội là giám đốc Sở Tài chính, Viện Kiểm sát kết luận có vai trò là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở, trong đó có quản lý tài chính về đất đai và xác định giá đất cụ thể. Tuy nhiên, khi có ý kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kiểm tra việc giao đất cho công ty Tân Việt Phát, ông Phong đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, không chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát, đối chiếu lại các quy định của luật đất đai, luật giá về việc xác định giá đất cụ thể, cáo trạng nêu. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận không có biện pháp thu hồi kịp thời để cho các sở ngành liên quan và công ty Tân Việt Phát thực hiện việc giao đất, thuê đất gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 45 tỷ đồng.